Tường xin chào cả nhà. Chúng ta đang đến với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Ngày hôm nay là một cái bầu không khí rất là trong lành như thế này. Và Tường đã có hẹn với nghệ sĩ Tiết Cương sẽ đi thám thính gia đình của một cặp vợ chồng cũng rất là đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì Tường sẽ chào đón chờ để tìm coi nghệ sĩ Tiết Cương ở đâu và tiến đến nhà của nhân vật. Tường đã dặn nghệ sĩ Tiết Cương rồi, cái nhiệm vụ của ông Tiết Cương là lúc nào cũng phải đến trước để rình rập, thậm chí là mình phải đi thám thính trước coi có cái gì hôn báo cho các Tường biết. Mà bây giờ mọi người thấy không, đã đến cái giờ hẹn với người ta rồi mà nhiều khi là nghệ sĩ người ta bận chạy show mà mình đến trễ rất là kỳ, mà tới giờ phút này vẫn không thấy bóng dáng ông Tiết Cương đâu, mà trong khi lúc nào ông Tiết Cương cũng có tới sớm hơn. Viên cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mình mỏi con mây nước buồn tơm nước mây gì vậy cha, cái chuyện chung tình không tan duyên anh một mình. Xin chào Bạch Cát Tường. Tôi sao báo trước để tôi mặc bộ đồ bạch vậy? Hôm nay á là Tiết Cương và Cát Tường sẽ đến nhà của hai nghệ sĩ á, là nghệ sĩ Điền Trung và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, cho nên Tiết Cương mới phải nai nịch chuẩn bị ra dáng quân sĩ. Bộ đồ này đi thuê hả? Có, mình đột nhập vô trước, mình mượn. À, là vô nhà rồi luôn hả? Ừ, trời ơi, nghĩ sao mà bộ đồ đẹp vậy nè. Cái này bộ đồ này á là nghệ sĩ Điền Trung đã đọc huy chương vàng. Nhưng người ta mặc đẹp, anh mặc kỳ lắm. Anh vậy hả? Anh là kép hài chứ không phải là kép vua. Không, không? Kép đạo. Anh cũng không đọc nổi nữa, anh là hề hước vui nhộn. Rồi, thôi đi vô nhà nghệ sĩ đi. Vô. Ô, xin chào nghệ sĩ. Mời Cát Tường vô. Chào em, vô. Vô. Chung cư này là nó tương đối rộng rãi hơn so với mấy cái chung cư khác mình đi á Tường. Ờ, cái này bao nhiêu mét vuông em? 129 mét. Chết chắc. Ủa? Mình có lớn hơn ta không mà kêu bằng em luôn vậy? Lớn hơn hả? Ồ, hoa nè, hoa nghệ sĩ nè, là hoa nè, hoa được tặng nè. Hoa nghệ sĩ gì đây, ta huy chương vàng quá trời đây này không coi. Từ từ tôi nhìn hoa trước. Có Lê Thanh Thảo huy chương vàng nè. Trường Điền Trung nè, vai diễn Minh Phúc nè, thấy không? Huy chương vàng, huy chương bạc. Em với vợ em là ai, ai đi hát trước? Thực ra thì cũng không có biết ai hát trước, đi hát trước hết trơn á. Tại vì Thảo con nhà nồi mà em cũng là cũng con nhà chảo. Nói chung là Thảo, Lê Thanh Thảo ngày xưa là từ bé là đi hát trong đoàn đồng ấu của chú Bạch Long rồi. Đi tham quan nhà cái trước đi nè. Còn dọn ra nữa. Ông lấy bộ đồ này ở đâu vậy? Bộ đồ này đột nhập vô nè. Đột nhập vô đó hả? Giới thiệu đây. Ông rành lắm, ông Tiết Cương, ông rình gặp nhà người ta hay lắm. Chìa khóa mở sẵn luôn rồi nè. Cái phòng mà bụng. Đó, nguyên cái phòng đi. Rồi, tôi tưởng đâu chỗ cho thuê đồ chứ. Cát Tường giờ vô mặc bộ đồ nữ tỳ đi chung với Tiết Cương. Còn lâu. Mặc dù là đi hát là đều có hết trơn, xin cắt sân khấu, các đoàn đều có, nhưng mà mình cũng trang bị. Cát Tường lấy cái đao ra chiến đấu với Tiết Cương hả? Ủa, cái này là cái đao của tướng hả? Cái này là cái siêu. Siêu. Thôi nói chứ cũng xin phép Cát Tường với Điền Trung cho Tiết Cương trả lại bộ đồ nha. Đông quá. Để hiểu nghệ sĩ người ta khổ như thế nào. Theo cái này nặng không? Nặng. Cái mão nó mấy tiếng đồng hồ trên sân khấu thấy thương quá. Cái mão tại vì cái loại này tùy cái loại mới này nè. Em đặt nó rất là nhẹ. Chứ ngày xưa nặng lắm không em? Thương nghệ sĩ lắm bà con không, ơi. Từ giờ tôi thương vụ bán hàng online giống tôi nè. Sao? Đây góc bán hàng online nè. Ủa vậy hả? Thấy thương lên thành cáo vậy? Nghệ sĩ cũng phải bằng ăn chứ trời. Mùa dịch mà. Nhà mình mấy phòng ngủ cho. Nhà tổng cộng là 3 phòng, cái phòng con em. Phòng của em khỏe. Quá dễ thương quá. Hello công chúa. Trời ơi, coi cái mặt bả kìa giống y chang mẹ không đút ra vậy trời. Trời ơi, hello công chúa. Trời quá trời búp bê luôn, dễ thương quá. Con đang học bài hả? Em gái con đâu? Chị đâu? Không có chị nữa hả? Chị hai đi học. Rồi đóng cửa lại cho bé học nha. Bé trai, cho vô nha. Chủ phòng ơi. Chủ phòng ơi. Mà chủ đang live stream bán hàng hả? Đang live stream hả? Live stream hả cưng? Dạ. Live chưa? Ok. Dạ, bây giờ là chưa có giờ live. Giờ đang là kìa, đang học tuồng. Rồi. Tuồng gì đây? Tôi biến thành sứ Hán. Dạ, chuẩn bị gia tộc đoàn tuồng cổ Minh Tơ của đại gia đình em. Mình sẽ tập tuồng vở này. Wow. Nhớ có vai quân sĩ cho anh đóng nha. Trời ơi, quân sĩ. Được mà, quân sĩ đâu, cái anh bay vô luôn. Mấy ông mày định nộp được, ok. Trời mặt. Quang định, trời, phòng ấm cúng ghê.
Trời, cái tóc của ông thời nào mà chỉa dữ vậy? Tóc thiệt hay tóc giả vậy? Tóc thiệt. Cái này tóc thiệt á. Vậy là cái góc này là vừa làm việc mà cũng là ngồi live stream đâu đây luôn hả em? Đúng rồi chị. Ủa nếu mà vậy không gian trong phòng ngủ có chia không gian của vợ, không gian của chồng riêng không? Có, sao kỳ vậy? Là sao? Lúc nào giận nhau á? Dạ đúng rồi, cách ly ra, đúng rồi. Là trong phòng này hay phòng khác? Phòng khác anh. À, dạ. Nhưng mà cái em nói luôn với anh chị biết luôn là cái chỗ đó là của em nè, bị chiếm đó. Ủa vậy hả? Riêng tư của em. Ừ. Cái góc của em là để là em ngồi em. À, cái này đây phải không? À. Bây giờ bị chiếm rồi phải dạ, không? Em ngồi em ngắm ở dưới đường. Ở dưới đường luôn chị. Em giường đây cho vợ thì em ấm thì em được lên giường. Nói chung là nhà này nói tiếng là cấp của em thôi chứ, nhưng mà bây giờ mà khi mà người ta nói người ta muốn làm cái gì rồi là em cũng không có nói gì được. À, người ta hả? Người ta nói. Đi bây giờ mình ra phòng khách rồi nói chuyện nha. Trước tiên là chúc mừng hai vợ chồng một cái cơ ngơi đó là ấm cúng ha. Hai vợ mình ở nhà này là lâu chưa? Dạ thưa, mình chỉ là gần 3 năm rồi. Hồi xưa là hai vợ chồng mình là gặp nhau trong cái cơ duyên nào? Dạ thưa, đi diễn chung ở trong một cái nhà hát Trần Hữu Trang, đoàn Thắp Sáng Niềm Tin. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà hai bạn gặp nhau á, thì cái ấn tượng của Trung đối với vợ mình là như thế nào? Bản thân em thì cái ấn tượng về vợ em thì lúc nào cũng vậy, tới bây giờ cũng vậy, là cái bản tính của vợ em rất là hiền. Có những lúc mà hiền quá đâm ra mình muốn bực luôn đó. Anh thấy là trong ba chị em Thảo là người hiền nhất. Chưa chắc là người. Trung là cái người để ý Thảo trước hay là Thảo là cái người ngấm ngầm chinh phục Trung vậy? Điểm xuất phát của hai vợ chồng là không đứa nào ưa đứa nào hết. À, bản thân em thì hồi nhỏ mà em coi mà hãy Đồng Máu Bạch Long diễn á, mà em thấy Thanh Thảo hát là em tắt à. Thấy Thanh Thảo hát là em tắt à. Cái gì vậy? Điệu. Không, tại vì hình như là bị nhiễm mấy chị hay sao hát á. Chỉ duy nhất một cái tuần mà tự nhiên bị ghét ngay cái tuần đó luôn là tuần Na Tra. Cái gì mà cảm thấy mà nhõng nhẽo là em không thích. Rồi còn bản thân Thảo thì ấn tượng đầu tiên đối với Thảo đối với em là nghe người ta đồn nói cái ông đó ca hát cái miệng xấu quá. Cái mỏ nó chu chu nhộn nhộn. Nghe mấy chị khán giả của em nói trời ơi cái kép hát gì thằng kép đó nó hát cái gì mà nó mỏ nhọn quá trời quá đất luôn, nó chu chu cái mỏ. Tại xong mình hát xong mình mới để ý có chu không đó thì ông mỏ nhọn. Chu chu nếu mà mỏ nhọn chu chu vậy đó chị, giờ lớn quá mình mới biết, mình mới để ý ảnh. Anh biết cái tuồng Na Tra là đóng vai con trai. Dạ em là giả trai mà tại sao hát Na Tra mà lại điệu sao bây giờ em có thể hát lại một đoạn ngắn biểu diễn nhẹ Na Tra cái để anh với chị Cát Tường xem coi có cái cách diễn của em có điệu không. Ghét ngay cái khúc nào mới hát lại được, cứ ngay cái khúc đó mới được. Máu đi. Máu tuôn chảy lạnh buốt cả tâm hồn. Không, nhưng mà nhỏ miệng cao quá vậy. Không, mà anh thấy vậy là điệu rồi đó. Na Tra đâu có vậy ta. Na Tra là nam mà. Anh nói chung là tại vì còn nhỏ thì có vẻ là mình nhìn vô nó điệu đà. Còn mình lớn rồi. Không phải vậy là hát sao? Này giống như cái mỏ, cái mặt nó nhăn luôn anh. Bây giờ anh muốn em hát cái tuồng của em để coi cái mỏ em mới đưa ra không. Em hát hạng võ cho anh nghe coi. Muôn phương thái kiên quay hàng gió ba dương tranh tài. Tại em đúng tuồng rồi chị ơi. Không có giỡn đâu em. Không, anh thấy lúc hát nó tém nó bỏ lại. Đúng rồi. À, giống như một cái thời gian đó. À, rồi em tự em rèn luyện, em tập lại. Như vậy là cái cặp này á, ta gọi là ghét của nào là trời trao của nấy. Ừ. Vậy thì từ cái ấn tượng đầu hai vợ chồng không có thích nhau thì đến cái sự việc gì nó xảy ra mà để hai vợ chồng là coi như là thích nhau. Đi hát chung rồi đó, từ từ mới tiếp xúc rồi chuyện rồi cảm nhận được cái bản tính của nhau. Bản thân em thì em không có ngọt ngào, không có gì, nhưng mà rất là cọc tính luôn. Có một chút gì đó của đàn ông, rất là nam tính rồi. À, rồi còn Thảo thì em cảm nhận được thấy là Thảo hiền, ít nói mà nghề rất là giỏi. Ai là cái người chủ động gọi là bật đèn xanh trước? Ê, bây giờ là những ngày này là lúc nào cũng tranh cãi chứ, là chưa biết ai cua ai luôn á. Ai giờ nói chung là chắc có lẽ là bắt sóng lượt hay sao á chị ơi. Rồi bắt đầu là đứa này thả ra cái đứa kia ok liền kiểu vậy đó. Rồi làm như em dễ dãi lắm á chị Tường à. Nói chung là cũng phải có sự quan tâm của ai đó, giống như là mình cảm thấy là thể hiện, giống như là lo lắng cho mình từng
từng chút, giống như là tập tuồng mệt hay cái gì đó, anh mua đồ ăn rồi mua thuốc cho mình uống để như tẩm bổ rồi có sức khỏe đi diễn á, thì mình thấy những cái điều đó thì cảm thấy là mình được quan tâm, thì mình cảm thấy là mình mến, bắt đầu mình mến và yêu thương hình lúc nào mình không hay. Bao nhiêu lâu sau thì mình mới tính được cái hôn nhân? Dạ hình như là 6 tháng ha anh. Ủa gì lẹ vậy? Khi mà quen được 1 tháng là tụi em là quyết định đính hôn. Ủa nhanh vậy? Rồi lúc mà quen á là Thảo nói với ba mẹ là quen và kết hôn với Điền Trung, thì ba mẹ của Thảo ý như sao? Dạ khó lắm, cái lúc đó là lúc mà quen với anh Trung thì có những cái lời nói ra nói vào của mọi người, rồi có các anh chị em đồng nghiệp nữa cũng như là quan tâm á, tại vì anh Trung nói chung là thời trai trẻ người ta cũng có nổi tiếng, rất là nổi tiếng luôn. Dạ đúng rồi, rất là đầu qua rất là đầu qua luôn, nhưng mà ai cũng nghĩ là tại vì em hiền với lại con còn mới lớn, dạ sợ anh không có thật thà, giống như là anh dạng như qua đường này nọ, anh không có thật lòng với mình. Nhưng mà qua những cái thời gian thì tiếp xúc với nhau thì ai cũng thấy được cái tình cảm của anh là chân thật. Ngồi nhớ lại cái chuyện ba vợ em, ba không phải là khó nha, nhưng mà khi mà một người đồng nghiệp, con cháu trong gia đình đồng nghiệp tới nha, tới nhà nói ba ơi ba dạy cho con gì đó, là ba nhiệt tình, ba coi như là ba có gì là ba chỉ hết luôn. Lúc đầu á là lúc mà chưa có nó biết quen Thảo á, em gọi nhà là ba Sơn, đại khái là ba Sơn trong nghề đó, tới cũng ngồi hỏi ba này kia, ba hỏi chị ơi chị con chỉ cái này cái kia. Đến một ngày đẹp trời thì ba biết là em quen với Thảo là bắt đầu qua bắt đầu là thay đổi luôn rồi, mặt lầm lì lì không bắt đầu mặt ngầu gì đó, chuyện là em không dám kêu ba đó. Dạ thưa bác. Nói cái gì hỏi cái gì xong rồi cũng là bắt đầu là đổi cái màu lại là đó, coi như là khó là bắt đầu khi mà hỏi, bắt đầu qua hỏi cưới thì lúc đó em hỏi em cưới, em nói bây giờ con xin con cưới Thảo, con không biết nói gì nhưng mà con chỉ nói rằng một điều là ở gia đình cứ coi con hãy nhìn thằng Điền Trung bắt đầu từ bây giờ đổ về sau, chứ đừng có nhìn Điền Trung ngược về trước đó. Hay quá, thì cũng một thái độ như vậy. Chết rồi, chết Điền Trung luôn. Nhưng mà khi mà xong rồi, khi mà bắt đầu chấp nhận rồi, đầu tiến hành đám cưới rồi, về khi mà bắt đầu giống như biết chắc chắn rồi là con rể của mình rồi đó, là lo dữ lắm. Rồi đồ đạc rồi nữa, rồi có hôm qua ba lấy cái gì cũng cung cấp hết trơn á. Nói chung là mình biết mà mình, em cảm thấy em bị ra rìa đó chị. Nhưng gia đình mình nó tự nhiên thương ông cưng quá trời. Con rể vô mà. Dạ, cưng quá trời. Mà tính ra tới thời điểm này là hai chồng lấy nhau được bao nhiêu năm rồi em? Dạ đám cưới chính thức đám cưới là ngày 2008, thì tới bây giờ cũng có 13 năm, 14 năm. Hai vợ chồng cùng là nghệ sĩ thì rất là hiểu nhau trong nghề và cả cuộc sống, nhưng mà hồi nãy lúc vô phòng ngủ thì hai người có chia sẻ là thỉnh thoảng cũng có giận nhau thường, rồi cũng chia nhau ngủ riêng góc riêng, là tại sao có tật xấu là của chồng hay của vợ mà lại giận là giận mâu thuẫn cái chuyện gì? Có nhiều khi bài biện rồi đủ thứ, nhiều cái công việc giống như là bị áp lực đó chị. Nhiều khi mình đi làm về thấy anh rồi bừa bãi, trong người mình cảm thấy khó chịu á. Mình đi làm mệt về mà cảm thấy cái nhà cửa nó lung tung, rồi mình nói em thì bản tánh của em rất là sạch sẽ gọn gàng, anh thì anh rất là bài. Nghĩ là có vợ thì vợ sẽ làm hết. Nhiều khi mình về mình cảm thấy là mình bực bội trong người, mình khó chịu, mình nói qua mà anh không nghe. Nhiều khi mình cảm thấy mình nói không được nữa thôi, tự nhiên ra đi ngủ riêng vậy đó. Là em tự đi ngủ riêng? Dạ, làm để cho chừa vậy đó mà. Ủa sao kỳ vậy? Em bực ổng em phải đủ ổng ra khỏi phòng chứ sao mà em lại đi? Không, em tự giác em chuyện tự đi. Đi đâu? Đi đâu? Dạ đi ra đây. Ồ vậy hả? Rồi lúc đó thì phản ứng ổng sao? Chị ra đi vô trong không ngủ nằm ngoài. Vậy đó. Ổng có xuống giọng hả? Không có năn nỉ hả? Dạ không, không không hề chị. Gia đình em ngộ cái không ai mà xuống nước ngay hết trơn á. Để lát hồi nó qua nó lại, cái hồi cũng phải què, cũng phải sách đích ôm gối đi vô. Cũng nhẹ nhàng lắm chị, cũng nhẹ nhàng. Dạ. Thế còn cái gì, điều gì ở vợ là Chung bực mình, Chung làm cho Chung hay khó chịu? Cằn nhằn càm ram, có gì cũng vậy, không nói thì cứ lầm lầm lì lì. Để em bụng phải không? Không phải đâu, tại nó hoài mà không nữa. Dạ, đúng. Qua sáng chén
Đồ hổng nha bạn. Điều nó vậy đó. Thôi bạn. Vậy đó. Rồi những lúc đó cái cảm xúc của mình như thế nào? Wow. Nhưng mà chuyện gì người ta làm bè mình cái chuyện không gì? Không biết luôn. Muốn quạo quạo à. Em có tật xấu giống như là hút thuốc, uống rượu hay chơi game gì không? À, em thì em có một cái là hút thuốc. Rượu thì em không có uống rượu. Game thì có cắm đầu vô chơi tính cờ tướng online thôi à. Đâu có, anh vừa ngủ dậy mở mắt dậy là mở mắt dậy là mở cái điện thoại là cờ tướng. Ăn một lúc riêng nha, vừa hút thuốc vừa cờ tướng. Anh ơi, ăn cơm rồi, ăn cơm xong ra rồi cầm điện thoại vô chơi game tiếp. Hoặc là lên Facebook lướt 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 TikTok lướt lướt lướt. Hết giờ, hết gì. Lướt 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 TikTok coi anh TikTok. Anh review xe. Còn cơm tôi. Nãy giờ nghe kể là người chồng cũng có phụ vợ làm việc nhà hả? Sướng lắm chị à. Sướng lắm, con một mình thôi. Mình không làm ai làm. Chẳng lẽ nhà cửa bề bộn mà chẳng lẽ con mình làm nó con nọ. Chia ra với chồng ra. Nhưng mà quan trọng là anh có chịu làm hay không chị. Ủa cái đó là em nói là ủa đàn ông đâu làm cái chuyện này. Đàn ông làm cái chuyện lớn hơn. Rồi chị nói chuyện sao. Em làm chuyện lớn chuyện gì vậy Trung? Dạ. Em làm chuyện lớn là làm chuyện gì? Em có một cái mà mỗi khi mà em suy nghĩ cái gì đó là em phải tập trung, đại khái là em chơi một cái gì đó. Thật ra thấy em chơi, ngồi em chơi chứ, nhưng mà cái đầu em là em tính toán một cái gì đó. Vậy em nên cho Trung nó chơi cờ tướng nhiều đi. À, ông mà em nói cái chuyện lớn mà em chưa thấy cái chuyện lớn nó là cái gì luôn á. Cho kể cho một hai cái chuyện lớn. Có cái... Để đi chứng minh. Chuyện lớn là chuyện gì mà tối ngày đó. Ủa sao anh không phụ em làm cái gì hay là anh làm cái gì phụ em đi. Tối ngày anh lúc đầu vô anh chơi game vậy. Và thấy tôi vậy không đơn giản, tôi đang suy nghĩ đó. Suy nghĩ chuyện lớn á. Kể cho anh một hai cái là rồi. Không có những cái suy nghĩ em nó không có nói ra được. Suy nghĩ mình tính cái mục tiêu đó mình đang làm cái gì. Phát triển kinh tế. Kinh tế, nghề nghiệp cũng có luôn. Em chỉ có nói một câu ví dụ nhằn nhằn nè. Nói nè, anh chơi cờ nè, anh chơi ở nhà. Anh cầm cái bàn cờ, anh điện thoại ở nhà. Anh ở nhà anh chơi, chứ anh không có chơi cái gì bậy bạ hết. Ví dụ như là anh bỏ bàn cờ nè. Anh thấy anh không chơi bàn cờ nè. Anh chơi một cái khác đó. Nó có nguy hiểm hơn không? Đó, nói vậy đó rồi chị hết cũng, nói luôn. Đúng, đúng luôn dạ đó. Chung thì nó mê cờ tướng vậy đó. Còn Thảo thì ngoài đi hát ra em có mê cái gì khác không? Ví dụ em mê mua sắm hay là mê cái gì không? Em có đam mê nhưng mà sau này em đỡ mê rồi anh. Cái gì? Khi mình cũng thấy món nào đó ở trên mạng đẹp để cho phục vụ cho nghề thì em sẽ sẵn sàng em mua để em làm việc phục vụ cho nghề của em, giống như là son phấn hay cái gì đó, quần áo trang phục cho mình. Chứ mà túi sách cũng là cha bảo trợ cho ngài đó. Đúng rồi, đúng không Tường? Đúng rồi, nhưng mà chồng đang nói biểu đó. Nhưng mà cũng may mắn là được mấy anh chị bạn bè đồ tặng nhiều hơn là những cái mà mình mua thực tế. Còn sao Trung ơi, túi sách làm sao Trung? Hả? Túi sách muốn nói cái gì hả? Dạ, anh muốn nói cái gì phải. Có nhiều khi túi sách mà nó quá đáng luôn á, xài rồi đó cảm thấy cái nào mà mình hiến được cho người khác thì mình hiến đi. Không anh Thời xưa là vợ để hoài không có chịu cho, để chết này để nhiều quá mà cái nhà mày có khoảng mấy cái rồi mà bây giờ tức á em tức á. Hồi trước là đâu cho em mua hàng online trên mạng đâu, nhưng mà giờ còn hơn em luôn. Vậy giờ mua gì? Mua bóp nè, mua quần áo rồi. Trời ơi, bây giờ làm láng luôn. Chưa kể nha, em nói thiệt sự luôn là nếu mà riêng về cái nghệ sĩ cải lương, nếu mà ai mà có được ballad nhiều hơn vợ em quỳ xuống luôn đó. Cái gì? Ballad á, cái make up á. Có mấy cái? Ở trên bên nhà bên quận nhất một đống, ở bên quận 8 hình như còn không ta? Bên quận 8 hình như còn, ở trên là một đống, rồi ở bên này cũng còn một mớ. Nhưng mà làm gì mua chi dữ vậy? Có, em được mấy anh chị bên nước ngoài tặng á. Rồi xong ổng cũng có mua kem nữa kìa, ổng cũng có mua nữa mà ổng ra mua giờ ổng kệ, ổng kệ để gì. Mấy cái này để đựng giết chì không là chị. Rồi vô cho kìa. Ổng đem ra luôn kìa. Trời ơi, đó, đây anh chị, đây là cái ổng sắm nha. Anh đó, cái này là cái vali luôn rồi chứ đi đâu mà nặng dữ vậy vô. Cái này là ổng sắm nè. Đó, mấy triệu bạc đồ giỡn hả chị? Cái này là nói chung là to quá nên sau này làm ít có xài. Dạ cũng hạn chế xài tại vì to quá. Thì không, cải lương thì đương nhiên là đồ đạc cái gì. Nhưng mà bụi quá, bụi mở ra đây. Còn cái này là em đi hát sân khấu, hiện giờ đang đi hát sân khấu. Đang xài cái này hả? Dạ. Còn này đi hát show tiệc. Còn cái này đi dạng diễn phim nãy nọ vậy nè. Giữ thần vậy trời. Em nói là có bao nhiêu làm bỏ vô hết, em sợ thiếu nãy nọ. Đi hát đám giỗ nè. Đi hát đám cưới. Trời ơi là trời. Cái gì vậy anh Trung? Thả
Thảo ơi, em đăng ký này nha. Không, bây giờ em xin là em đính chính. Bây giờ Điền Trung đang xài cái này. Ôi trời ơi, Điền Trung xài màu sắc rất là nhẹ nhàng nha. Dạ, cái Điền Trung đang xài nhỏ hơn cái thùng này một chút, là từ cái thời còn đi hát mười mấy năm nay, một cái thùng duy nhất giờ trong tủ rồi, không có xài thùng nữa. Màu hồng nhỏ hơn cái này. Trời ơi, cái gì dữ vậy trời. Anh Cương ơi. Ủa gì vậy, là trong này đồ nghề là riêng hết hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy tốn bao nhiêu tiền đồ nghề nữa? Dạ, nói chung là đam mê đó chị. Không còn đi lục lọi gì cả nữa kìa. Anh Trung ơi. Không còn tức. Anh Trung ơi. Cái này đi. Này đi sâu lắm thôi. Bụi nước. Chạy đi vậy cho biết là điều nhiều quá, cất cho nó bụi. Đó, đầy tháng nữa. Còn nữa đây. Dạ còn nữa. Thì thôi mệt quá, nhiêu đây rồi, đại khái mình chỉ đơn giản thôi. Còn nữa, tặng người. Đây là bên quận nhất còn đúng không? Quận nhất quận 8 đồ, còn bữa nào cũng còn chứ. Hôm qua bữa nay làm cái ballad này, cái qua cái ngày hôm sau cái ballad khác. Cái đồ không biết chỗ nào. Làm mặt em thì giống như là em làm lẻ lắm, em không có mài. Đến nước rút em mới làm, rồi đang làm. Đâu rồi, chỗ này đâu rồi? Đó, trong đó, mà bả sắp, bả biết mình yếu biết. Đó, trong đó. Mà cái tật anh ơi, không bao giờ mà kiếm hay cái gì cứ hỏi không à. Làm cho mình nhiều khi mình cũng bực theo đó. Còn tật xấu gì tốt hết đi. Còn gì nữa. Ngoài những cái mà nói chung là có cái cuộc thi nào thi mà vợ quạo á thì em không cho vợ em thôi, chứ ngoài ra không có gì hết trơn á. Đó thì cái này là cho quý vị khán giả thấy được, cái này là cái sự yêu nghề, đam mê nghề. Thật ra là mình chọc ghẹo vui thôi, nhưng mà cái này thì phụ nữ cũng được Trung ơi. Cũng không đến nỗi nào, nếu như mình có đủ điều kiện kinh tế thì mình cũng phục vụ cái thú vui đam mê, giống như em chơi cờ tướng em vui thì vợ em nhìn mấy cái này vợ em kiểu tiếng không tốn tiền thì mỗi người phải có một cái thú, chị thấy không có đến nỗi nào. Thôi bây giờ vậy, mình phải chia ra, mình đánh lẻ ra, mình xăm soi vô chuyện đời tư xíu, nam với nam, nữ với nữ thì nó mới dễ hơn. Giờ còn hai chị em phụ nữ ha, mình cũng tâm sự chút xíu. Tại thật ra là chị nghĩ rằng cái sự vô tâm của chồng á, đôi lúc làm mình sẽ bực bội, nhưng mà cái đức tính phụ nữ mình là lúc nào cũng hy sinh với chịu đựng, đúng không? Nhưng mà mình là ví dụ người bình thường là khác, nhưng mà tại vì em là một cái nghệ sĩ cải lương mà mình là con nhà nòi nữa, từ bé là mình nói chung là đã có lời ca tiếng hát rồi, thì những cái đoạn chị nghĩ nó dù gì hai vợ chồng cùng hiện giờ là vẫn làm nghề, nhưng mà nó sẽ có những giai đoạn là em phải nghỉ. Đúng không? Như bầu bì sinh con là em phải nghỉ, thì lúc đó cái cuộc sống của em như thế nào, cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc mà từ nhỏ 8 tuổi em đã đi làm, bản thân em là giống như là sanh ra để đi làm nghề hay gì đó. Nhiều khi trong gia đình mình đụng tới một cái giống như là rửa chén hay giặt đồ, ba mẹ cũng xót cho mình nữa. Mà từ lúc lấy chồng tới giờ mình phải làm tất tần tật đủ mọi thứ. Rồi trong cái lúc mà mình có bầu nữa mà mình không được đi hát, tự nhiên cái lúc đó em cảm thấy là em bị mất đi đủ thứ hết trơn á chị. Rồi nhiều khi em khóc, tự nhiên em tủi cái em ức chế em khóc, rồi đâm ra em bị stress á. Cái nhiều lúc anh Trung anh đi đập hay đi hát, tự nhiên em cảm thấy bực bội. Nói từ xong anh đi hát tự nhiên mà mình không được đi, đúng không? Dạ. Rồi giống như là kinh tế gia đình thì nó cũng không có thoải mái cho lắm, rồi nó cũng đang hạn hẹp. Rồi nhiều khi mình khóc cái mình nghĩ suy nghĩ lại, ôi chết cha, mình khóc vậy rồi ảnh hưởng tới con mình sao đây. Cái em cũng phải kèm lại, em phải cố gắng em vượt qua. Cũng may mắn là trong những cái lúc đó thì anh Trung đi hát cũng có gọi điện về cho em hỏi thăm em sao rồi. Thì thật sự là lúc mà vợ em mang bầu á, đứa thứ nhất đứa thứ hai đó, thật sự tụi em nói chung là lo tập trung hát không mà quên luôn á. Thì cho nên là con em mà khi mà sanh ra đứa nào cũng khỏe mạnh cũng bình thường là tụi em mừng, với lại nghĩ rằng ông bà độ, ông bà thương. Chứ trời ơi, 5 tháng mà vợ em mà hát chương trình mà mấy cái vai mà nặng đó, đi gối rồi tùm lum hết trơn luôn. À, thậm chí đứa thứ hai á, cái lúc đó vợ em tự nhiên cái giống như nghĩ cái bụng bự á là do mập. Rồi anh tin đâu mà lấy mà cái máy massage mà massage bụng đó mà massage luôn, hàng ngày ngày nào cũng massage luôn á. Còn nói về cái vấn đề mà ngưng hát thì thật sự cái đó thì em cũng có chia sẻ với vợ em. Anh có cảm nhận được là em có cái sự thay đổi, em bị stress là anh biết không? Dạ biết chị. Bởi vậy nhiều khi anh đi hát và anh tranh thủ là anh về với em. Ví dụ có anh em đồng nghiệp là mời đi ăn uống anh cũng không đi. Về ví dụ mà mua đồ ăn về cho em ăn. Rồi ví dụ mà em có mệt thì bóp tay, bóp chân, bóp cẳng. Nhiều khi cái đầu của mình mấy tháng trời mình nằm đẻ, mình nằm ổ, anh cũng không ngại nữa. Phụ nữ của mình rất là ngại mấy vấn đề đó. Mà mình nằm một tháng trời mình không có gội đầu ấy nữa, nó không sao. Em sanh đẻ mà, đâu có gì đâu. Cái chuyện đó không quan trọng với anh. Nhiều cái sự quan tâm đó mình cảm thấy mình cũng an lòng. Bản thân mình là diễn viên mà,
có khi mà chỉ ngưng một tuần thôi mà không đi hát thôi là bản thân em cảm thấy là con người em nó khó chịu rồi. À, cho nên mình suy nghĩ tới cái vấn đề đó, cho nên mình rất là thương vợ, không có muốn vợ mình nó bị tủi thân hay gì đó, cho nên là có xô diễn đi hát, có đôi khi nhiều khi cũng càm ràm anh đi hoài, anh muốn ở anh đi hát mà chứ đi đâu em, đi tập tuồng mà chứ đâu phải đi chơi đâu. Đến giờ phút này thì vợ em luôn tin tưởng em là một cái người đàn ông là không có, trước đây thì vợ em nghe em nhiều lắm, nhưng mà khi mà đã ra cưới Thảo về rồi thì bây giờ lòng tin của em đối với vợ em thì có thể là an toàn đối với Thảo. Chị có nhiều khi công việc thì có cái khoảng thời gian hai vợ chồng bị cái hạn hay gì đó mà bị ảnh hưởng tới lời ăn tiếng nói của đồng nghiệp, giống như là không hiểu nhau, rồi một khoảng thời gian hai đứa tự nhiên không có được đi làm, rồi con cái đi học, rồi kinh tế nó đủ thứ, tưởng là hai đứa có chuyện xảy ra luôn. Mà có cự nhau không hay là chia sẻ với nhau? Cự luôn, có cự lộn luôn, là tại vì không có đứa nào mà giải đứa biết được cho đứa nào hết trơn á, có nhiều khi muốn đi đến đổ vỡ luôn chị. Ôi ghê vậy. Dạ, cũng may mắn là sao mà cái em đọc kinh chị, em đọc kinh em cầu nguyện tâm nhãn tổ, rồi xong để cho mình dịu lại, dịu tâm dịu tánh, rồi giống như là cầu nguyện cho ông bà giúp cho mình cái giai đoạn đó đi qua. Hai vợ chồng cũng ngồi nói chuyện với nhau giống như là giải tỏa, nó hỏi cố gắng vượt qua. Cái đợt dịch vừa rồi thì hai vợ chồng và hai đứa con thì sao xảy như thế nào? Cũng may mắn thì cũng có một người em, người bạn nó thấy ở nhà hoài không có làm gì đó, cái nó mới lấy mấy cái nhang đó, ở đâu đó ở về nó bán anh lấy quay hồng. Anh like lại nó mắc cỡ lắm anh, mắc cỡ thật sự ra lên cầm lên ngồi like ở trên Facebook rồi đó, ngồi cầm like bán nhại ngùng mùi nữa rồi lên nữa chơi cái sao tự nhiên thấy khán giả vô ủng hộ quá trời luôn, ủng hộ cái biết cái từ nó giống nó bị cuốn mình á, bán liên tục luôn, cái đầu cái ngồi cái mình có đó. Nếu mình bán mặt hàng này nó một món mình về thấy nó cũng không có đa dạng, nó thôi kệ mình kiếm ba cái bánh kẹo gì đó mình. Mà tụi em á, khi mà bán một mặt hàng nào đó tụi em mua về trước với cái đồ tụi em ăn ở nhà ăn, và ăn rất là nhiều luôn, ăn xong rồi cái cảm thấy nó ổn cái đầu tụi em mới bán. Từ cái chỗ đó là khán giả thương ủng hộ tụi em trong cái mùa dịch. Nếu như bây giờ có những cái điều gì mà em mong muốn trong cái tương lai cho cái gia đình của mình và riêng đối với người chồng của mình, đầu ấp tay gối mình, thì em mong muốn anh ấy thí dụ để có thay đổi thì em muốn anh thêm một cái điều gì nữa, thay đổi cái điều gì nữa? Dạ, nếu mà nói về thay đổi chắc mong muốn một ngày nào đó mình có một cái lãng mạn thật là hoành tráng lệ bất ngờ cho em và cùng cho các con nữa. Để cho các con thấy cha là một cái người luôn yêu thương mẹ mình, luôn yêu thương con cái, biết sự quan tâm. Nhiều khi tại vì anh lo làm quá, anh không có chú tâm về gia đình cho nhiều, nhưng mà ảnh có tình thương, không phải là không có. Đó, chị thấy ổng cũng chu toàn trong gia đình quá trời luôn. Nhưng mà phải có dành thời gian hiểu, cho gia đình. Hiểu em rất là mong chị. Chị cũng mong, dạ. Hy vọng sau chương trình ngày hôm nay biết đâu rồi tác động rồi sao ha, dạ. Có một cái sự thay đổi. Anh nghĩ là buổi hôm nay thì em nên có một cái gì đó bất ngờ cho anh. Tặng cho Thảo thì em có suy nghĩ ra được có một cái món quà gì tặng cô ấy chưa? Quà, món quà bất ngờ em cũng không biết cái gì nữa, nhưng mà theo như em nghĩ đó thì vợ em đó là thiên về cái gia đình. Những cái gì mà lãng mạn chút là vợ em rất thích, nhưng mà cái vấn đề đó là thiếu trầm trọng ở nơi em. Bản thân em này, dạ em, bản thân em là cái không phải cái tiếp người lãng mạn, mà chắc có lẽ là nếu mà em và con, các con làm cái gì đó, ví dụ mình làm một cái viết một cái thiệp hay là một cái gì đó, một cái lời yêu thương gì, em nghĩ là mặt ngoài mặt bà không thích đâu, nhưng mà trong lòng em bảo đảm sẽ rất là thích. Hello. Nãy giờ ngoài này có nói xấu gì chị em phụ nữ tôi không? Đâu thì Rồi con gái dễ thương quá. Con biết hát giống mẹ chưa? Hát hay luôn á. Hát thử câu cô Tường nghe coi. Nhưng mà con cũng không biết hát chài. Con không biết hát chài. Mỗi lần con nghe ba với mẹ con hát với nhau, trong người con thấy như sao? Hay. Hay hả? Con vỗ tay không? Rồi mấy mốt nghe hát ba mẹ hay phải vỗ tay nhau. Rồi sao nãy giờ hai ông nói được gì nhiều không? Tính của Trung là người nói chung là rất là ít nói, kiểu người là không biết thể hiện lắm. Nó rất là, nói chung là Tiết Cương còn dùng từ gọi là khô khan á.
nói chứ mình đàn ông có khô cách mấy chứ bây giờ trước người mà mình yêu thương nhất thì cũng phải có đôi lời phát biểu chứ. Nào giờ thì em cũng biết là anh khô rồi, rồi giờ là không có nói cái gì hết trơn, là cho nó tình cảm ướt át gì hết trơn á, mà cái câu này thì giống như nào giờ anh cũng không có nói với em, mà đây là vậy? Đây là con nó gửi ở trong đó là anh. Ủa cái này của Trúc mà đâu phải của ba đâu. Nhưng mà coi mở ra đi rồi coi rồi coi là thiệp chúc mừng mẹ yêu. Trời ơi, cảm ơn cả nhà yêu. À, nói chung là bây giờ anh cũng không biết nói cái gì, giờ chỉ nào giờ là chỉ biết thể hiện thôi. Nhưng mà anh chỉ nói với em một điều là em cứ nên tin tưởng rằng lúc nào em và con trong lòng anh cũng là nhất, không có cái gì thay thế được vậy thôi. Vậy là xúc động lắm rồi. Đúng rồi. Nói vậy em hết biết nói luôn rồi chị Lương. Dạ. Đó. Trên sóng truyền hình bây giờ có vụ này bây giờ cho phép gia đình chung bắt chước con thể hiện tình cảm quá lãng mạn nè, quá Hàn Quốc nè. Nhiều cứ thế đông đầy con sẽ sáng. Con thích ba mẹ vậy không? Nó ra đỏ thấy chưa, con cũng thích nữa mà. Vì Tường, anh Tiết Cương cũng thay mặt cho chương trình Thám Tử Hôn Nhân chúc cho hai vợ chồng luôn luôn được nhiều sức khỏe. Chúc cho hai cô công chúa nhỏ nhà nhớ về chuyển lời cho chị hai nha. Hai cô công chúa nhỏ lúc nào cũng thông minh nè, xinh đẹp nè, giỏi giang nè, học thiệt là giỏi. Vậy quan trọng là phải nghe lời ba mẹ để cho ba mẹ yên tâm, để ba mẹ hát cả lương phục vụ khán giả, được không tụi con? Rồi con hứa nha. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi ạ. Cái Tường xin thay mặt chương trình hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi điểm mạnh điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. Tụi em không có hỏi tiếp tục ha. Mình chia sẻ tự chủ động để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị gung trước đám đông. Yếu là hơi bị rung dưới đám đông, còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không? Hay là nấu ăn được không? Hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. Nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nêm nếm không được ngon. Thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm cái gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm cái gì tặng bạn? Nước hụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi do lên trên múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? Tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con. Thì cũng 3 năm qua cũng không hay. Hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ chị, mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì do làm ai á. Thì không hiểu nhau á. Thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Nếu như cũng vài tháng cũng như không hiểu thì không hợp nhau vậy á. Với thời gian, tính chất thời gian công việc á.
Rồi thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không có định, nói chung là biết nấu ăn, trung thể thì trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á, thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là con của em là gương mặt nha. Gương mặt đúng không? Ngoại hình mập mạp. Rồi, cái ao bắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Đừng thẳng này mới vui đi. Ít dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nha, chắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ về quê quán là từ Đà Lạt từ đổ vào á. Từ đâu? Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Ừ rồi, Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ. Dạ thì chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi chị suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Chị ha. Rồi buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc mà chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ. Giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ. Rồi cảm ơn chị. Tên tuổi này, nghề nghiệp hiện tại cũng như là quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mà không có nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu, làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ. Mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983. Mình đang công tác tại trường mầm non ở quận 7. Công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị cụ thể ạ? Chị có nghe rõ em nói không nhỉ? Dạ nghe nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non là mình làm vị trí gì ạ? À, mình là giáo viên mầm non. À là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi, chia sẻ giúp em về nhiều hơn về bản thân đi nào. Về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại không?
Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm. Mình biết người sống tốt, cái ưu điểm của mình là rồi. Thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình như thế nào? Mình đã có gia đình nhà. Mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình cũng có 2 tuổi rồi. Mà cũng Lý do chia tay, vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? Cái hôn nhân mình là có mình hôm nay là do là cũng hợp với ông xã quản lý cũng được, là do là ông xã khỏe quá thì có nhiều cái mình không có đáp ứng được á, thì gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính bên mình có nhà cháu Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được. 40 đến 50 tuổi thì có công việc xíu. Mà nếu làm bên đó có cách khách hàng của bên đó thì dịu dàng hơn, lại biết cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Có công việc ổn định là được, không cao lắm vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn nam có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn nam theo đạo có được không? Mình thì nếu mà bạn nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở bên nhà nước á, còn cái phần chiều cao và quê quán thì mình không quan tâm ở đâu. Rồi ok ạ. Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn. Ủa anh để đâu? Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Khi đó chị nên để. Giới thiệu lại giùm chị nha. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lệ Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở đâu em? Dạ, ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Đang bên chị, chào em. Dạ, em dạy ở Gò Vấp.
trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà hát gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Kêu cái em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được. Được rồi, còn điểm mạnh gì nữa? Dạ nấu ăn. Rồi còn không nè. Dạ chắc là đấy là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà hay ép này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm ạ. Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Năm 25 tuổi. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ, tụi em sống với nhau được mà. Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề dạ. Hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn. Còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cứ dừng lại. Cho chị một cái chủ đi. Cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em, xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ á. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng đó chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ. Thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người. Xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á. Người ta cũng không có thích lắm. Gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai ta lấy
gái đã có chồng rồi, nên là thôi, em cũng thôi luôn. Bây giờ em không quen ai hết. Lâu. Em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm. Lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Được 2 năm mà cho như vậy thôi rồi em dừng. Đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh thì hồi trước tới giờ là như vậy hết. Bây giờ anh mà cưới em thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị, xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Năm người em rồi, định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao, em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao 1m5. Dạ em cao 1m6. Rồi 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Bên là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó nó ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính. Nếu mà mình đặt tóc tai mình có thể thay đổi được. Em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, hậu chị sẽ. Nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hay ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ mập hay ốm hả? Em thích là vừa vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em? Ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, thì chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng là gì, chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bạn tuổi thì hơn tuổi của em, hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Không, chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta đang giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy, em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em nên em không có niềm tin nhiều. Đó, ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì. Ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi.
biết nha. Vâng, tên tuổi của mình là gì này, ngày tháng năm sinh, quê quán và nghề nghiệp hiện tại cũng như là tính cách của mình, rồi chủ động chia sẻ nha chị. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Yến ạ, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến. Em sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc. Và công việc của em là làm ngành spa ạ. Ở Hưng Yên ạ? Ở Hưng Yên, ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không? Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi, chia sẻ về nhiều hôm thì bản thân này là điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay không? Hay khóc qua hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu... em hay kiểu cứ... có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ấy, hay khóc. Rồi. Chết. Đâu á, giờ lên sân khấu mà run cũng khóc. Chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi, em rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85, sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng, em cũng kết hôn một lần rồi ạ. Và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi. Vì sao mình lại ly hôn? Lý do ly hôn là mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi. Em có ba em bé gái rồi. Thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì... thực ra chuyện ly hôn thì cũng... Em kia thì ở với ai chị? Dạ? Chị có ba bé. Một bé ở hai bé ở với bố. Mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy. Xong cũng gia đình cũng đón về xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi. Trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Có, khi mà bên Nhật thì em về em cũng quen một... ở bên Nhật thì em cũng có yêu một người. Yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước, nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Thế lúc đó về thì mình cũng anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đầu, đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy, mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn, mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà như chính là do mình chồng mình ngoại tình ấy, thì ngoại tình rất là nhiều lần và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ. Hơi khó nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ. Cho em hỏi xíu anh chị ha. Thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi, thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết. Nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? Cái mà mình chia tay ấy thì là có em bé ba là mới có mấy tháng của bạn. Thì lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động muốn ở với bố. Lúc đấy em đi và hỏi thì em bé cũng muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1 thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi, thì mình
lúc đấy mình chạy về nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn, thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được một năm, tính ra là được một năm rồi. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, rồi dự định khi nào mình cướp bé về không hay là như thế nào? Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy, thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố, thì bố bảo là cứ tòa theo tòa mà giải quyết, cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì tội cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người, trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu, nhưng mà kiểu nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như vậy thì cũng không được, bởi vì là con cái sau này cũng trưởng thành cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy, tại vì thì bố mẹ thì cũng một ngày một già đi, lúc đó mình mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng, thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn. Có rồi. Bé được không sao cả, vấn đề đó ảnh hưởng gì cả. Rồi về ngoại hình thì sao chị cứ ngoại hình thì nói chung là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị? Chị cho em cái cụ thể đi. Ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào, chứ tụi em ưa nhìn với tụi em khác với ưa nhìn của chị. Nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em để em còn nhìn vô, nhìn bằng mắt á thì em mới thấy được là cái anh đó mới phù hợp với chị. Chứ mà nói chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Còn nghĩa là nhìn anh ấy cũng phải cao to chút, nhìn phải đứng đắn một chút chứ không. Nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy. Nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là cũng phải ngoài 1m7 trở ra. Trên 1m7. Quê quán thì có nhất thiết là mình phải ở gần, là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì nói chung là cái này thì cũng thì nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể, mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó. Có nghĩa cái đấy thế này là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghét cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi ok chị, thì bọn chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này. Thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng. Rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ.